Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 2021 ha. Mình lại trở lại khu vực nhà tại Đức Bà. Các bạn xem nè, vẫn đông nghẹt luôn. Ánh sáng chói lóa nha các bạn, từ đèn xe đó. Ơi là đâu? Rồi, bây giờ mình sẽ đi về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xem như thế nào ha. Lâu rồi mới thấy Sài Gòn kẹt xe trở lại. Đây tới Tết du lịch chắc vậy quá. Ổ dồn về phố đi bộ. Ôi, nó như một rừng người luôn. Xe cực kỳ đông luôn các bạn. Ngay trước tòa nhà thị chính nha, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trời ơi, đường Lê Thánh Tôn. Quá trời đông. Dồn về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thực sự phải dùng cái từ là rừng người á, đổ dồn về phố đi bộ Nguyễn Huệ.
đậu chắn đường luôn. Hồi nãy giờ chưa băng qua được đường, quá trời xe khủng khiếp. Bao nhiêu là Tết vậy các bạn? Đây, ông Obama. Obama. Chúc mừng đi một cuộc chiến hơn. Thank you.
tụi bé mới chạy qua. Thật sự là bất ngờ luôn á, đông quá. Bắn lên. Tới khúc này ngay phố đi bộ như vậy còn đông hơn nữa. Làm gì đây? Đi qua cũng khó khăn. Mình nghĩ tới Tết Dương Lịch mà ra đây chắc nhích từng bước quá. Dòng xe bên kia cũng vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cuối tuần, phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 25 tháng 12. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.